Chào mừng các bạn quay trở lại C cùng chơi Warcraft Reforged. Ok, mình lại chơi tiếp lần trước, chúng ta sẽ chơi bắt chapter 5 rồi. Cái đoạn này nó có cái interlude The Princess, The Prince and the Prophet. Ok, là cái đoạn này là cũng đoạn rất là quan trọng này, là cái thằng là cái lão mà Prophet ấy, nhà tiên tri ấy. Là một lần nữa là cái cảnh đầu tiên là lão này, lão ấy đến lão ấy cảnh báo cái ông quốc vương đúng không? Nhưng mà ông không nghe. Thì là lần này ông thì nó thì cái lão này nó sẽ nói chuyện với anh Athas này, là cái anh hoàng tử, là con trai của cái ông này, ông vua này. Ok, chúng ta sẽ xem tiếp như nào. Và như thế lệ vẫn là phần khó. Và sau cái này mình sẽ chơi cái chapter 6 luôn. Ok, chơi. Cái câu chuyện rất là hay, rất là chắc mình nói được, nó gọi là epic nhỉ. Rất là hoành tráng, hoặc là huyền thoại à. Buổi chiều đó anh Prophet anh lại xuất hiện. Greetings, young prince. We must talk. I have no time for this. Bố không có thời gian. Listen to me, boy. This land is lost. The shadow has already fallen, and nothing you do will deter it. If you truly wish to save your people, lead them across the sea to the west. Flee? My place is here, and my only course is to defend my people. Then your choice is already made. Just remember, the harder you strive to slay your enemies, the faster you'll deliver your people right into their hands. Chúng ông ấy, ông đã cảnh báo trước cho anh Athas. I'm sorry for concealing myself, Arthas. I just wanted to. Don't say it. Don't say. I sense tremendous power about him, Arthas. Maybe he's right. Maybe he does know what will happen. Chúng là ông này. Nothing he can say will make me abandon my homeland, Jaina. I don't care if that madman has seen the future. Let's go. Let's go. Ok, nói chung là ông ấy nhắc lại cái cảnh báo lần trước, là ông này khuyên anh này là hãy đi về phương Tây ấy, để tìm ra cái vùng đất là Kalimdo ấy. Để từ đấy là anh này có thể bảo vệ được cái người dân của anh ấy. Vẫn nói lại cái lời tiên tri của như cái anh Thrall, cái đạo Orc này. Với cả lại nói lại cho ông vua, nhưng mà bây giờ là nói lại cho cái anh hoàng tử, nhưng anh không tin. Mẹ bố con nhà này rất là khó tin, cả không tin bất kỳ bố con thằng nào khác cả. Chapter 6 này. Buổi sáng tiếp theo cái gì này. Ngoài vùng của Stranhold này. Đây này, cái đoạn này là hai bị chửi lắm. Đây là mình vẫn nhớ cái đoạn này. Glad you could make it, Uther. Watch your tone with me, boy. You may be the prince, but I'm still your superior as a paladin. Superior. As if I could forget. Listen, Uther. There's something about the plague you should know. Oh no. We're too late. Đây là người dân này nó ăn gạo rồi. Have all been infected. They may look fine now, but it's just a matter of time before they turn into the undead. This entire city must be purged. What? How can you even consider that? There's got to be some other way. Damn it, Uther. As your future king, I order you to purge this city. You are not my king yet, boy. Mày không phải là vua ta. I'll obey that command even if you were. Then I must consider this an act of treason. Phản bội. Have you lost your mind, Arthas? Have I? Lord Uther, my right of by my right of succession and the sovereignty of my crown, I hereby relieve you of your command and suspend your paladins from service. Arthas, you can't just. It's done. Those of you who have the will to save this land, follow me. The rest of you, get out of my sight. Get out of my sight. You've just crossed a terrible threshold, Arthas. Chung là anh này là sử dụng cái quyền lực thừa kế của cái I'm sorry, Arthas. I can't watch you do this. Chung là anh này anh sử dụng cái quyền thừa kế của cái vương quốc này, anh ấy cho nghỉ cái ông Paladin là ông thầy của mình ấy. Để anh ấy dồn hết quân đội để anh ấy solo với cái thằng ấy này. Ô, cái map này nó làm lại luôn này. A sound plan. Là đúng ra là cái bản gốc này nó ở trên này xuống nhá, rồi chúng ta có một cái map ở giữa rất là to, nhưng mà cái này nó For honor.
còn là cái này nó làm lại một cách hoàn toàn luôn. Mất build knife from the barrel. Bây giờ là cái nhiệm vụ đầu là chúng ta enter the trap hole này. Cái này là nó xây dựng lại hoàn toàn luôn đấy. Khi lưu đại một cái. Cái này là nó xây dựng lại, cái này nó hoàn toàn mới luôn. Còn cái hồi xưa là nó kiểu khác à? Cái này hay phết nhỉ? Mình tưởng là nó sử dụng lại cái map cũ y chang luôn. Ok, về các bạn là như này. Về các bạn là mình sẽ xây thêm một số cái nhà cho nó gần nhau hơn một chút này. Này ra chạy này. Không biết là bây giờ mình còn nên vào đây trong này luôn không? Bây giờ nó bảo là đi vào trong cái thành phố này. Thành phố này nó xây lại nhỏ hơn rất là nhiều so với cái bản cũ. Bản cũ nhìn cái thành phố ấy, nhìn rộng mênh mông luôn. Cái này là nó chỉ có mấy con phố thôi này. Kiểu nó khác ấy. Father, forgive me for what I must do. Anh này sẽ vào đây, anh ấy... Certainly. Như nhà là cái bản cũ là nó sẽ... sẽ thi đấu với cả cái thằng... kia cái gì nhỉ? Thằng... nó gọi là thằng người rơi. Rep Lord. Mal'Ganis. Prince, I am Mal'Ganis. Đây là nó giết người dân để nó biến người dân thành zombie. As you can see, your people are now mine. Dân của mày là của tao. Turn this city household by household. Until the flame of life has been snuffed forever. Công lực của chú kinh đã. Ui, anh này người rất là to nhỉ. These people die by my hand than serve as your slaves in death. Chung là cái hội thoại là vẫn thế nhỉ, nhưng mà cái này nó thiết kế lại cái map nó khác. Of course. Bây giờ cái đoạn này mình không nhìn. Ok, về cơ bản là chúng ta phải tiêu diệt cái quân mình trước của nó đây đây. Chung là nó sẽ có cái cột mốc là đua là đứa nào kiếm được mà là thằng em nếu mà nó kiếm được 100 cái zombie thì là nó thắng, còn mình giết được 100 zombie thì mình thắng. Of course. Chết rồi. Ui, cái gì đấy? Bỏ mẹ ra, bây giờ nó gọi thêm cái con này nữa. Chết. Ui, thôi bỏ mẹ ra. Ui, cái phần này khó thế nhỉ? Ui, bỏ mẹ ra, thôi. Chết thằng mình à... Đúng ra mình phải xây cái ấy ở ngoài ấy. Wow, bây giờ nó gọi thêm một cái con thiên thạch luôn à. Không phải là dạng vừa này. Ok, mình sẽ luộc con này. Nói chung là chúng ta thi đấu với thằng này bằng cách nó cũng giết dân nhà mình và mình cũng tìm cách giết cái dân của chúng ta để chúng ta hạ được cái dịch bệnh ấy. Mẹ, bây giờ có con người đánh sao đánh con này? Đánh con này nhỉ? Con này nó còn có cái aura để nó hạ cái này của mình. Đùa luôn. Oh my god. Thôi chạy đi. Nó khỏe sao đánh. Chết rồi, chắc là mình phải đúng ra là mình phải xây một ít quân nó khá rồi mình vào Zolo thằng này. Nên là nó không có nhiệm vụ phụ. Nói chung là chúng ta sẽ phải phá cái nhà của chúng ta này, tự phá đấy. Để cái bọn dân này nó sẽ biến thành zombie rồi từ đấy mình giết dân của mình ấy. Kiểu thanh trừng nhỉ, kiểu thanh trừng. Phiền đấy nhà con chó này. Biết thấy lúc nãy mình đi mình ngồi pha một tí. Of course. Nên là như cái bản cũ là nó không nói mình là phải phá cái nhà dân ra nhá. Mà ví dụ ai chơi là người ta phải tự đoán ra ấy. Và đây là nó nói hẳn luôn này. Là ông phải phá cái tự phá nhà của ông đi. Tự phá nhà dân của ông đi. Chung là cũng không có gì lắm, giờ mình xây thêm cái này. Thế mình cần một đứa hồi máu ấy. Of course. Job's done. A sound plan. Of course. Thay nó đi 20 người rồi, bây giờ mình phải chạy nhanh lên. Cái này là số 6 đi. Our forces are under attack. I come to cleanse this land. A sound plan. Bây giờ nó biến thành zombie hết rồi. A sound plan.
Thì con này nó khỏe đấy nhỉ. Ui. Làng này bị tấn công này. Ui, nó cắn chết thằng ấy của mình à. Dậy đây. Đánh nhau thằng này tốn hết cả máu của tôi. Lại ngủ à. Đánh thức thằng này dậy. Đánh thức thằng này. Ngủ lắm thế. Chết rồi, chết rồi. Con đĩ này chết rồi. Tương đối phiền. Quân chúng ta bị luộc. Mình sẽ xây thêm một cái lò rèn. Tìm mình đông phết nhỉ. Phải cải thiện luôn cái footman này. Lên cái này, này. Và Ring of Protection. Giận chẳng cần nữa. Ok, chúng ta phải đi phá nhà dân này để chúng ta hạ cái này. Of course, I come. Nên là nó sẽ hồi sinh ấy. Sau một khoảng thời gian nó sẽ hồi sinh trở lại. Nên là chúng ta phải nhanh tay để chúng ta. Này, có mấy thằng này đã đến rồi. Hồi lại máu cho team này. À, Athas này sẽ để dành cái chiêu đánh ulti. Bây giờ mình phải có kỵ sĩ ấy để đánh nó mới được. Kỵ sĩ là Lumberjack Blacksmith. Chuyên đinh súng ấy. Blacksmith chưa có. Quân hơi yếu nhỉ. Ok, bọn này sẽ đạo riêng, đạo số 2 này, đạo số 1 này. Để dễ điều khiển hơn. Xây thêm một ít cái bắn súng ở nhà nhỉ. Đây chỉ thiếu tiền để trả thiếu cái mẹ này. Đập nhà đây em ơi. Thế nó sống lại rồi đây này. Bây giờ nó sẽ đi lùa trên này xuống này. Mình phải lùa nó luôn mới được. Xây bắn súng ở đây này. Đồng thời là phải xây thêm một số cái nhà dân này. Certainly. Này nó lùa mình trước à? I am your servant. Of course. Ui rồi mẹ nó lại gọi con này. Ui cái bản này nó khó thế nhỉ? Cái bản này nó gọi con này. Ui cái bản này nó gọi con này luôn này. Chết rồi, bị ngủ rồi. Chạy. Ui cái bản này nó gọi con này luôn này, vãi rồi. Ở cái bản gốc là nó không gọi được con này đâu. Bản này nó rất là khó luôn này. Nó không phải là dạng vừa một chút nào luôn. Là nó gọi con này là cái damage của nó rất là to luôn. Là cái damage output của nó cực kỳ to luôn. À, nó lại tấn công nhà mình. Ok, đừng nghe hồi đi. Mẹ cha nó chứ. Bây giờ là cái con này nó rất là khó đối phó đấy. Adep. Bây giờ mà nó cứ gọi con này là mình không cách nào mình đối phó được rồi nào. Tạm thời là chúng ta cứ rút về đi vậy. Ok, bọn này là sẽ đạo số 2. Lùa đi em ơi. Mình sẽ xây bắn súng ấy. Xây thằng kỵ sĩ ấy. Đối phó được là dễ hơn. Bởi vì là cái thằng người lửa này nó cái phép của nó rất là mạnh luôn. Không hiểu sao. Không hiểu sao bây giờ nó cho cái thằng này phép mạnh ấy. Quay lại đây. Bây giờ là footman của mình là không thể đối phó được với bọn này. À đó, con này là cái ulti của con này đúng không? Chờ mà chết mẹ. Do mình đánh đau ấy. Yes, my lord. Yes, my lord. Of course.
I'm your shooter. Búp cái này lên kỵ sĩ. Right away. Bắn á. Thế súng. Đấm này. Cái gì? Cái gì Mazi này nhỉ? Ok, mình bỏ này. Mình cần thêm mana nữa. Phá nhà đi, phá nhà đi. Xây thêm một cái trụ này. Phá trụ của mình. Ui. Right away. Đâu ra đống ấy? I am your servant. Of course. Now feel my wrath. As you wish. Đồ này. Of course. Kỵ sĩ này, giờ kiếm này. More gold is required. Chung là phải phòng thủ nó tốt một tí để chúng ta không phải chạy đi chạy lại phòng thủ nhà mình ấy. Thì là nó cũng dễ mà. Xây thêm một bắn súng nhỉ. Tốn tiền ghê. Cái khó là bây giờ là cái thằng này nó cứ ném cho mình cái con người đá vào đầu. Rất là mệt rồi. Xây thêm cái này. Tiền súng. Tiền. Tiền không bao giờ là đủ. You are past redemption. Beyond spot of darkness. I live once more. Này lại sống lại. Do mình đấm đau phết này đùa. I am your servant. As you wish. Right away. Này sẽ là chia lên giáp này. Búp giáp cho team này. Research complete. Thằng này lên trước. As you wish. Say the word. Chạy 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 chạy. Of course. Mày giỏi mày luộc bố mày này. Mày giỏi mày luộc bố mày đi. Chó này. I am your servant. Mày giỏi mày luộc bố mày đi. As you wish. Right away. Mày giỏi mày luộc bố mày đi này. Vào đây. Mày giỏi mày giết bố mày đi. Vào đây. Justice has come. Mày vào đây. Luộc. I am your con chó này nó có cái ulti rất là khó chịu luôn. Chết mẹ mày này. À nó có cái aura hút máu đấy. Ui mẹ nó đánh trưởng. Ok mình sẽ cần thêm thằng pháp sư. Cần thêm súng. Cần thêm rất là nhiều ấy. Ui chết rồi nó bắn đấy rồi. Ui mẹ nó gọi con người đá đây. Thật là mình cũng để ý. Chết rồi. Không ổn. Hồi xích. Ui giời. Tìm. Diệt bố mà đi con chó ấy. Dẫn hồi máu ấy. Không hiểu mẹ bọn này đánh kinh đấy nhỉ. Kỹ sĩ mới nào. Your Honor. Ok, yes, mình nghĩ là mình tương đối ổn ấy. Cần thêm một ít tân quân cận chiến nữa thôi. À khác này tanh nhiều đam phết. Súng này bắn áp phết đùa đó. Cái này là nó khó hơn cái bản gốc rất là nhiều luôn đấy. Mình nhớ là như thế. Bởi vì là về cơ bản nó có cái ulti nó ném đá vào đầu mình. Là mình nâng cấp một cái quả. Wow. Cái bản gốc là cái thằng này nó không ném cái cục đá vào đầu mình như này nữa. Ném rất là đau luôn. Lên đây nào. Ui giời mẹ gài nhắm hết cả team. Nhặt được cái gì nhỉ? Nhẫn hồi máu ấy, nhẫn hồi hai máu ấy. Bây giờ mỗi lần đập nhau là nó rơi đồ đấy. Mình sẽ phá đây. Chứ là mình có Khernai là mình không sợ đâu. Thằng Khernai đấm cứ đau lắm. Thanh trừng.
kiểu hack não nhỉ. Kiểu quân nó không thể giết được quân chúng ta khi mà chúng ta giết hết quân quân của chúng ta. Quân địch không thể giết được quân chúng ta khi mà quân chúng ta giết hết trước quân chúng ta. Kiểu hack não. Nên là chung là đến cái thời điểm này là anh này anh cũng kiểu hơi bị kiểu cái biện pháp nó hơi thái quá ấy. Là kiểu là ngăn chặn dịch bệnh bằng cách là thanh trừng quân của mình ấy. Nhưng mà cái lão mà lão sư phụ mình thì lão ấy cũng ấy cơ, lão cũng rất là hay cơ, lão lại cũng bỏ đi cơ. Đúng ra biết là mình kiểu nóng tính thì đứng kiểu là khuyên ca khuyên ngăn thì không khuyên ngăn nhưng mà dỗi bỏ đi luôn. Nên là đến cái thời điểm là anh Athas này anh cũng kiểu chiến đấu với nội tâm ấy kiểu. As you wish. Về kiểu là cũng kiểu đang ở đứng giữa cái ranh giới với người tốt và kẻ xấu ấy, kiểu kiểu thế. Of course. Đây là có cái con mẹ cái AI của cái trò này nó cũng khôn ấy. Có nghĩa là nó sẽ không ném cái đá kia vào đầu mình đâu khi mà mình chưa ấy. Thế con này. Cho nó một phát. Một phát vào đầu. Đấy mẹ con này rất là khôn nhé. Ui chết rồi. Ui ôi. Tôi bút con này thân được. À không được à. Không giải được phép con này à. Chúng ta xây thêm cần này. Tầm này đi tuổi chó thì mà đánh bố. Được con này. Tập trung súng bắn vào con này. Súng nó bắn thì phải chịu chó đấy nhỉ. Úi sợ bắn. Úi sợ. Bây giờ nó lại rơi thêm một cái đồ gì nữa này. Cái thằng này lắm đồ ngon đấy nhỉ. Hearthstone. Mẹ thằng này làm đồ ngon. Bọn này bọn cướp à. Tầm lại có bọn ở à đó. Militia. Tàn sát quân mình. Bây giờ mình được 50 rồi này. À, bọn em bắt đầu tấn công mình đấy. Chẳng có gì nào. Ta sẽ tiếp tục xây thêm kỵ sĩ đấy. Nó đánh mình đấy. Thế là mình phải chạy về mình phòng thủ một tí này. Cho an tâm. Không ổn lắm. Ok, rút về đi. Rút về dọn bọn này cho nhanh. Chuyện này nó phá hết cả nhà của mình. Đánh bọn này là ai? Ui giời, nó gọi xác chết hay vậy? Ăn luộc, tan tành. Tương đối phiền. Ta tìm chết mẹ hết rồi. Phải xây lại mấy thằng nông dân. Này đi làm việc đi. Ôi thằng đi ấy đi. Ở đó, có chết đâu nhỉ? Chết hai thằng à? Okay, chúng ta lên để chúng ta lùa tiếp. Tầm này team mình nó khỏe rồi mình cũng không sợ ấy. Nâng cấp một súng ấy. Bắn cho nó máu ấy. Ý ra là cũng có mấy cái tháp canh nó kéo lại thời gian ấy. Nó không tệ lắm một chút nào. Mà nếu mà không có tháp tháp này thì chắc là nhà mình bung mẹ lâu rồi. Mà lên đây luộc này. Ờ cái này nó khó hơn cái kia rất là nhiều đấy đúng không? Mình tưởng là mình vào đây mình chơi, ngồi chơi. Nhưng mà trên thực tế là nó khó hơn. Cái con này nó có chiêu ném đá bắt đầu rất là đau luôn. Nhưng mà team mình là bây giờ có nhiều khả năng thì mình chẳng sợ. Con này nó đi một mình à? Ô ngon quá nhỉ. À, team nó đi trước. I am your servant. Nên là đúng là như anh bảo là nếu các bạn nào chưa chơi qua cái Warcraft ấy, các bạn đừng có chơi phần khó nhé. Phần này nó sẽ rất là khó luôn đấy, không phải gì đâu. Không phải là dễ một chút nào luôn, không dễ một chút nào luôn đấy. Cái này là cái độ khó nó đã chỉnh lại. Là cái map này nó đã thiết kế lại hoàn toàn luôn.
Đây là bọn gu. Yes, my lord. Cái bọn này có ghét đấy nhỉ. Job done. Có sao cái bọn này nó hồi máu đấy nhỉ? Có thể sao? À, vampiric aura. Ok, lùa quá. Búp này, búp, búp. Búp ra đây. Ui, đánh. Tuổi chó thì đánh nhau kỵ sĩ bó này. Búp giáp kinh nữa. Pháp sư mình công lực rất là mạnh luôn. Này dậy này. Ui sao bắn đấy. Bắn nát mặt này. Chết mẹ. Lại nhẫn hồi máu này. Để làm tiền đấy. Rồi phá chỗ này, này. Ui. Chết thật rồi. Nó vào luộc mẹ tim. Mẹ đĩ. Ui, nó vào nó luộc con mẹ ở nhà mình luôn. Ok, thằng này bọn chạy, chạy, tạm thời chạy. Ghét thật đấy. Ok, cái đội số 2 này vệ đứng đây. Đội số 1 để chạy về nhà một tí đi. Thằng này kiểu gì nó cũng chết rồi mà. Nó cắn đau thế nhỉ. Đội số 2 sẽ đứng trên này. Số 1 để chạy tít về nhà. Ui, nó vào lùa tim mình. Mẹ và bố mày kỵ sĩ vừa vào lùa mà chết chào. Đi lấy tiền này. Ui, chó thế mà đánh nhau ta. Mẹ chạy được về nhà, nát mẹ nhà này. Ok, mình sẽ đánh ở chỗ này để cho nó gần mình này. Ôi, chạy mất thời gian quá. Kỵ sĩ Zolo ra này. Nó lại sống lại này. Chạy xa quá. Mẹ con gu đánh đau đấy nhỉ. Ui, ra con này luôn á. Mid hook. Ồ, vãi nhà. Ôi, ở đâu ra này? Chết. Ô, tôi bỏ mẹ ở tim mình bị lùa này. Ủa, thằng này bị quầy. Ngủ. Ủa, đánh khéo nhỉ? Mana stone. Phản viên là đấy. Rất là căng luôn. Mấy anh em mà xây mã. À đây, vậy đang xây à? Phải đi nhanh rồi này. Phần này khó rồi đấy. Thằng này lại đứng loanh quanh này. Ủa, nó lại tấn công này. Ồ, vãi. Ui. Ui. Đợi bẫy ấy. Ui mẹ, cái phần này khó ra đấy. Không phải gì. Ui. Phần này khó thế nhỉ. Ui, nó vào như này. Vào nhà mình như không. Bỏ mẹ. Đúng rồi, mình phải tập trung mình xây nhiều hơn. Ok, không có vấn đề đấy. Từ sao mình thắp thẳng ra. Đây, chúng ta sẽ gọi cái lính.
Nó búa kinh nhỉ. Ok, mình nghĩ là mình sắp thắng rồi. As you wish. Bây giờ mình phải phá thêm một cái nhà thật. Hai cái nhà đấy. Có vẻ nó luộc tim mình này. Chạy ra đây vậy. Chạy ra đây, chạy ra đây. Ở đâu, gần đây này. Chỗ này là mình sẽ đua thời gian vào nó. Đập nhà mình nát nhà. Wow, phần này rất là khó luôn. Phần này phần khó của cái trò cái chơi chơi như đùa. Phần này nó đánh rất là đau rồi. Kỵ sĩ. Ok. Càng phết này đùa. Just you and me. Brave words. Unfortunately for you, it won't end here. Your journey has just begun, young prince. Gather your forces and meet me in the Arctic. Kiểu chú ấy đi đến vùng cực tận nhà anh. It is there that we shall settle the score between us. It is there that your true destiny will unfold. Mẹ sừng nó dài đấy nhỉ. Nhưng mà công nhận cái thằng này làm lại rất là đẹp luôn. Do you hear me? To the ends of the earth. To the end of the earth. Chung là anh này anh em một solo thằng kia, nhưng mà thằng kia nó bảo anh này hãy đi tìm nó ở cái vùng cực ấy. Này, chung là cái bài này đánh nhau rất là ác luôn, không phải là đùa một chút nào nhé. Cái bài này là nó khó hơn cái bản gốc rất là nhiều luôn. Ok, thế là chúng ta vừa chơi được cái chapter 6 rồi. Để nó sẽ tiếp tục là lần sau mình chơi cái chapter 7 này. Nói chung là mình sẽ chia cái tập nó ngắn để cho bạn thiện theo dõi. Ok, nếu các bạn đã chơi đăng ký thì hãy đăng ký channel để tiếp tục theo dõi được cái series mình chơi cái trò Warcraft Reforged. Ok. Bên cạnh game này mình chơi rất nhiều game trên PC và trên Switch ấy. Thì hy vọng các bạn đi xem qua cái channel mình. Ok, mình xin cảm ơn các bạn theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở một tập khác trên channel mình.